Hello, thân mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình lên cho anh em một con âm ly Pioneer. Pioneer có đàn vu, Pioneer hương hiệu của Gia Băng anh em. Và con này có cái mã là SA7600 trơn. Có hai đàn vu hiển thị đánh chớp cực đẹp. Thì dòng này là mình sử dụng ghép những cái dòng lo công suất thấp. Con này có công suất cho ra là 120W. Hình thức máy này còn đẹp và men công suất zin sò zin nha anh em, chạy 4 sò cánh xanh đen. Tổng thể hình thức bên ngoài nhìn cũng còn sạch sẽ, liền lạc và cũng khá đẹp nha. Ở đây công suất ghi là đây 120W tương ứng với một kênh là 60W. Mình có thể quýnh là kênh A hoặc là kênh B hoặc là A cộng B luôn. Đó, mình ghép những cái dòng lo công suất nhỏ cho con máy 7600 này, quýnh tiếng rất hay, hàng sử dụng rất là bền. Thì những cái dòng này là dòng âm ly cổ sản xuất năm thì cái dòng Pioneer là nó ghi cái mã nào là cái năm đó, thì năm 76 này, 7600 đó, năm rất là xưa. Năm 76 đến bây giờ máy chúng ta vẫn còn hoạt động tốt nha anh em. Thì tình trạng con máy dây điện nguồn thay cái phích cắm. Rồi, mình gỡ ra. Còn lại thì máy bên trong chúng ta là nguyên zin. Sò và linh kiện chưa cháy, chưa hay gì hết. Hoạt động tốt ok nha. Thì dòng này mình anh em nào có cần mà sử dụng để chúng ta nghe nhạc vivo, lưu view đỡ buồn, mà chất âm hay và mẫu mã đẹp sang trọng thì chúng ta nên xem clip này tham khảo. Đây tổng quan bên trong này. Mặt tiền thì mặt phay nhôm dày lắm nghe nè, núm volume bi đây đó, bát dép, công tắc nguồn ở đây, có hai đèn vu ha. Hai đèn vu này cho chúng ta mở nguồn lên thì hai cái đèn nó sẽ sáng, giờ nó đánh chớp nhảy lên nhảy xuống. Còn đây là bên trong con máy nè, tăng phô ở này nó chạy hai tăng phô, một tăng phô lớn và một tăng phô nhỏ nha anh em. Nhôm siêu dày. Rồi phần công suất thì chúng ta chạy là 4 con sò cánh xanh và đen, có cái số là D588 và B618, chạy hai loại sò này, sò zin nha. Máy này thì mình sử dụng với con máy là nguyên bản, chất âm nó mới hay, chứ độ chế sửa sò hai sò thì nó sẽ mất giá trị. Linh kiện tổng thể của máy là nguyên bản, hình thức thì cũ tàn phai theo năm tháng, nó bị xuống màu. Cái này là mình chỉ là vệ sinh bụi chứ không có rửa chà gì hết nghe nè. Nói chung là mình làm mộc mạc thôi. Tổng quan con này sử dụng cặp tụ là 8000 UF lực, dung lượng 50V. Cái dung lượng là 8000 UF, còn cái mức volt chịu đựng là 50V. Thì tụ nhật 50V là nó chịu đựng hơn 50V vẫn được, còn tụ mà của hàng Trung Quốc, hàng Việt Nam mình á là tụ 50V nhưng mà mình sử dụng mới 40V là nó phù rồi, nó dở cái đó. Hàng Nhật thì người ta thiết kế nó chuẩn và nó dư. Rồi hình thức con máy chúng ta zin và đẹp. Giá con máy này hiện tại mình đang bán giá là 2.600.000 đồng cộng ship, không bao ship nha anh em. Anh em nào ưng nhãn thì mình quẹo lựa. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào và test cho các bạn nghe phần chất âm, coi con máy này hoạt động như thế nào. Rồi bây giờ lên nguồn test cái con Pioneer 7600 nha anh em. Thì này cắm điện 100V, từ 100 đến 101 mình xài được, hai đường cắm 220. Rồi mở nguồn lên nha anh em. Mở nguồn lên là hai cái đèn của cái đồng hồ chúng ta sáng lên là đã có nguồn. Rồi mình dặn nhạc lên là hát. Ở đây mình gắn tín hiệu cổng là AUX nè,
ở đây có ba đường vào thì mình gắn đường AUX hoặc toner hay phono, thì cái đường đó là đường của đĩa than. Rồi mình AUX lên nhạc nè. Có ba lăng ở đây nha. Lúc này mình gạt on là tắt nè. Còn đây là low net, gạt xuống. Mình gạt low net xuống là up sẽ lên mạnh hơn, hay hơn. Ở đây có bass chép nè nè. Chép nè. Bạn nên để hướng 2-3 giờ ha. Đó, tùy theo cái lo mình. Chép nhiều thì mình giảm lại, còn chép ít quá thì mình tăng lên. Đây mình để hướng 1 giờ nè. Rồi lên bass anh em. Rồi còn ở đây là có một cái nút. Nút này là đầu công tắc outlo ha. Ốp nè. Đây mình gắn hàng ở trên là hàng A, hàng dây lo chọn A. Nếu chúng ta gắn B thì chọn B, hoặc là mình có thể A cộng B. Đó, đơn giản dễ dùng. Thì tình trạng em này hoạt động tốt nghiêm chỉnh. Máy sò riêng, sò xanh đen, 4 con, sò cánh nha. Ở đây chỉ hai cái phích cắm của dây điện nguồn của chúng ta thôi ha. Anh em lưu ý con này sử dụng điện 100V nha nè. Mình dùng biến khế ổn áp và hạ điện xuống thì mình sạch. Rồi sản phẩm hôm nay là chạy ok. Anh em nào ưng mắt thích thì mình liên hệ shop để đặt hàng qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha anh em. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Các bạn cho mình quảng cáo thêm. Thì hiện tại mình đang còn hai cái lo kéo Danshin nè. Giờ hành lý cho anh em một cái là 4 triệu đồng. Là hàng còn bảo hành nha anh em. Lo trưng bày dùng ít còn bảo hành 4 triệu một cái. Bát 40 công suất 400W. Anh em nào cần thêm thông tin thì mình liên hệ em hoặc nhắn tin Zalo thì mình sẽ cập nhật cho anh em đầy đủ thông tin về con loa kéo này. Danshin thương hiệu là của Paramax bảo hành luôn anh em. Rồi lấy luôn.